Nhói lòng nghe Nhật Kim Anh kể khổ chuyện chồng cũ không cho gặp con trai đúng ngày sinh nhật. Ly hôn đã lâu nhưng cuộc chiến nuôi con giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ vẫn vô cùng căng thẳng, khiến cô lại một lần nữa lên tiếng kỳ khổ trên mạng xã hội đúng ngày sinh nhật. Từ khi Nhật Kim Anh ly hôn đến nay, giữa cô và chồng cũ liên tục xảy ra mâu thuẫn về vấn đề nuôi con. Cô thường lên mạng xã hội để tố cáo gia đình chồng cũ không cho cô trò chuyện hay gặp gỡ con trai. Thậm chí những ngày lễ Tết, cô muốn đưa con đi chơi cũng không được. Hồi tháng 3, Nhật Kim Anh từng khoe rằng phiên tòa sơ thẩm đã đưa ra phán quyết cho cô được quyền nuôi dạy con. Nhưng còn phải chờ phiên tòa phúc thẩm mới có quyết định cuối cùng, nên trong thời gian này, chồng cũ vẫn chăm sóc con trai chung của hai người và Nhật Kim Anh mỗi khi nhớ đến con sẽ phải từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ để gặp con. Những tưởng mọi chuyện đã êm đẹp, Nhật Kim Anh chỉ còn chờ phiên tòa phúc thẩm là được quyền đón con về nhà thì mới đây, nữ ca sĩ có bài đăng dài than thở nhà chồng không cho cô được ở gần con. Chia sẻ của Nhật Kim Anh có đoạn, ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 rơi vào ngày thứ hai, con trai của mẹ phải đi học nên hôm nay mẹ từ Sài Gòn xuống Cần Thơ trước một ngày để được cùng con đi mua sắm những món đồ chơi mà con thích. Nhưng rất tiếc là ba con và ông bà nội không đồng ý cho mẹ dẫn con ra khỏi cửa, thậm chí là đuổi mẹ ra khỏi nhà. Có rất nhiều người làm chứng, mặc cho mẹ đã nhắn tin và gọi điện thoại xin trước đó 3 ngày và cũng chỉ xin được đưa con đi dạo loanh quanh Cần Thơ thôi cũng được. Cô không giấu được chua xót kể thêm, ba con và ông bà nội khắt khe với mẹ quá, muốn được gặp con chỉ được bước qua cửa. Ngồi phòng khách chờ thăm con 1-2 tiếng rồi đi về như một người khách viếng thăm. Muốn hai mẹ con đi ăn hay chở con đi qua cửa hàng đồ chơi cách đó 800 m cũng không được. Đến giờ phút này, thực sự mẹ không hiểu tại sao ba và ông bà nội lại có thể đối xử với mẹ như vậy. Mẹ đã làm gì sai mà họ nỡ lòng nào cắt đứt tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ và con như thế. Hết lần này đến lần khác họ hành hạ mẹ. Trước tâm sự tha thiết của Nhật Kim Anh, khán giả chỉ còn biết chúc cho phiên tòa phúc thẩm sớm diễn ra và cô sẽ được sớm đoàn tụ với con trai. Bởi không còn gì khó khăn hơn với một người mẹ là phải xa cách con mình.